Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 17 tây tháng 11 và có khá nhiều tin tức sôi động của chính trường của Mỹ, của quốc tế và cả Việt Nam. Và sáng hôm nay chắc quý vị cũng đã biết là có thông tin là ông cố vấn an ninh quốc gia, ông Robert O'Brien sẽ đến Việt Nam vào tuần này từ thứ sáu cho đến chủ nhật và cho đến chiều nay, vào cuối giờ chiều thì chúng tôi cũng nhận được một cái thông tin khá là đáng chú ý, đó là tổng thống Trump vừa mới sa thải giám đốc cơ quan an ninh mạng và hạ tầng cơ sở là ông Chris Krebs. Là lý do của ông Trump đưa ra là vì ông Chris đã không đồng ý với các cáo buộc của ông Trump về bầu cử gian lận. Lời tuyên bố sa thải của ông Trump được đưa ra trên Twitter vào ngày hôm nay và cụ thể là ông Trump nói là Chris Krebs đã tuyên bố về bầu cử 2020 là không chính xác bởi vì cái cuộc bầu cử này có quá nhiều lỗi và gian lận. Vì vậy, Chris Krebs phải buộc rời khỏi vị trí của giám đốc cơ quan an ninh mạng ngay lập tức ông chris đã nói gì mà tổng thống trump giận dữ như vậy dẫn đến sa thải ông thưa quý vị trước đó ông này nói là không có bằng chứng nào cho thấy là hệ thống bầu cử đã gian lận xóa làm mất hay thay đổi các phiếu bầu và ông chris này cũng được cho là trước đó thường lặng lẽ không tán đồng những ý kiến của ông trump về việc là bầu qua mail thì dễ dẫn đến gian lận nhưng mà sau đó ông Chris cũng có nhiều lần tìm cách post lên Twitter những câu nói phát check lại những cái lời tuyên bố của tổng thống Trump và có lúc mà ông còn thả những cái icon mặt đỏ giận dữ không tán đồng với những ý kiến đó và uh, có lần ông còn post lên Twitter trích dẫn lại một cái lá thư được ký bởi 59 chuyên gia về bầu cử và nói rằng là không tìm thấy bất cứ dẫn chứng nào về cuộc bầu cử năm nay là gian lận mà có diễn ra trên quy mô trên diện rộng. Và ông Chris này được biết là đã được ông Trump bổ nhiệm vào năm 2017 khi mà nổi lên cái câu chuyện Nga can thiệp vào bầu cử của Mỹ năm 2016. Và một giới chức trong cơ quan an ninh mạng đã có nói với đài CNN là hôm nay là một ngày buồn cho cơ quan an ninh mạng và Chris đã không chịu thỏa hiệp giữa bản thân mình hay là nhiệm vụ mà anh ta bắt buộc phải tuân theo. Đó là lời mà NBC News cũng đã tường thuật lại nhận định như vậy. Thưa quý vị, trang The Atlanta Journal Constitution ngày hôm nay, đây là một cái nhật báo lớn nhất tại tiểu bang tại thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia. Ngày hôm nay cho biết là công tác kiểm lại phiếu bầu tại Georgia đã phát hiện hơn 2.600 phiếu ở hạt Floyd không được kiểm đếm. Trong số này thì có 1.643 phiếu bầu cho ông Trump và 865 phiếu bầu cho ông Joe Biden và phát hiện trên có thể giúp ông Trump giảm mức chênh lệch với ông Biden khoảng 800 phiếu, từ đó giảm tổng cách biệt về số phiếu phổ thông tại tiểu bang Georgia xuống còn khoảng 14.000 phiếu. Thưa quý vị, trang The Atlanta Journal Constitution ngày hôm nay, đây là một cái trang nhật báo lớn nhất của thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia, ngày hôm nay cho biết là công tác kiểm lại phiếu bầu tại Georgia đã phát hiện hơn 2.600 phiếu ở hạt Floyd không được kiểm đếm trong số này thì có 1.643 phiếu bầu cho ông Trump và 865 phiếu bầu cho ông Joe Biden và phát hiện trên có thể giúp ông Trump giảm mức chênh lệch uh, với ông Biden khoảng 800 phiếu từ đó giảm cái số tổng cách biệt về số phiếu phổ thông tại tiểu bang Georgia xuống còn khoảng 14.000 phiếu ông Gabriel Sterling gọi đây là một cái sai sót đáng kinh ngạc và cho là giám đốc bầu cử tại cái hạt này phải bị cách uh, chức hoặc là nên từ chức và chủ tịch đảng cộng hòa tại hạt floyd là ông Klugman, cho biết là những cái phiếu bầu không được kiểm đếm trên là những phiếu bầu sớm trực tiếp tại tòa nhà chính quyền hạt floyd và hơn một nửa trong số 5.000 phiếu in, uh, in họ in ra và được cho vào máy scan quan học nhưng sau đó rốt cuộc bị bỏ sót tuy nhiên số phiếu trên lệch như vậy khó có thể thay đổi kết quả tại tiểu bang georgia nhưng mà theo nhật báo này thì việc các phiếu bầu bị bỏ sót tại hạt Floyd là một cái vấn đề đáng chú ý nhất được phát hiện trong công tác tái kiểm phiếu của tiểu bang Georgia đến nay và tổng thư ký của tiểu bang Georgia cho biết là các số liệu tái kiểm phiếu ở những hạt khác gần như khớp với số liệu ban đầu. Và tiểu bang Georgia cũng cho biết thưa quý vị là vào ngày mai, ngày thứ tư, ngày 18 tây tháng 11 thì cái công tác kiểm đếm lại phiếu bầu tại tiểu bang này và kiểm phiếu lại bằng tay sẽ được hoàn tất và họ sẽ công bố kết quả trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, ngày hôm nay ông Joe Biden theo thông tin từ ủy ban tranh cử của ông Joe Biden cho biết là ông vừa có một cái cuộc nói chuyện khá là thân mật với thủ tướng Israel và Ấn Độ thì theo bản tin của Politico cho biết là thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu từng là một trong những đồng minh quốc tế rất là thân cận với tổng thống Trump đã chính thức công nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử của Mỹ trong một cuộc điện đàm được phía Israel miêu tả là ấm áp. Và theo một bản thông cáo từ phía Israel, ông Biden đã tái xác nhận duy trì các cam kết với quốc gia này cũng như là với an ninh của quốc gia này trong khi ông thủ tướng israel gọi mối quan hệ đặc biệt giữa israel và mỹ là điều căn bản cho an ninh và chính sách của israel Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Reuters vào ngày hôm nay, ông Joe Biden đã chỉ định một số người làm việc thân thiết với ông trong cái chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua sẽ vào trong cái nội các của ông. Và nếu mà ông Biden được thực sự trở thành tổng thống như truyền thông hiện nay dự đoán, thì bà Jane O'Malley Dillon là quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Joe Biden sẽ là người phụ nữ đầu tiên dẫn dắt một cuộc tranh cử tổng thống của ứng cử viên đảng Dân Chủ chiến thắng và bà được ông Biden bổ nhiệm vào vị trí phó chánh văn phòng tòa bạch ốc. Các cố vấn thân cận lâu năm của ông Joe Biden như là Mike Donian hay là Steve Ricci sẽ vào tòa bạch ốc với tư cách cố vấn cấp cao cho tổng thống. Một cố vấn thân cận khác là Ron được bổ nhiệm làm chánh văn phòng và thông tin này chúng tôi cũng có gửi đến quý vị vào tuần trước. Hạ nghị sĩ Cedric Richmond, người cũng là đồng chủ tịch quốc gia trong chiến dịch tranh cử của ông Biden, sẽ rời vị trí là nghị sĩ dân biểu hạ viện của tiểu bang Louisiana để nhận vai trò cố vấn cấp cao và giám đốc văn, văn phòng quan hệ công chúng của tòa Bạch Ốc. Và đây là những thông tin mới nhất được chiến dịch tranh cử của phía ông Biden công bố ngày hôm nay thưa quý vị ngày hôm nay ceo của hai công ty mạng xã hội lớn nhất của mỹ là facebook và twitter đã phải ra điều trần trước quốc hội hai ông mark zuckerberg và ông jack dorsey phải trả lời những câu hỏi của các thượng sĩ thượng nghị sĩ từ ủy ban tư pháp của thượng viện về việc kiểm soát nội dung do người dùng đăng tải lên facebook và twitter và chỉ mới ba tuần trước đó thôi hai ông cũng đã có một buổi điều trần trước ủy ban thương mại của thượng viện và trong buổi điều trần ngày hôm nay những câu hỏi chất vấn dành cho ông mark của facebook có liên quan đến Việt Nam. Các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa khi chất vấn về cách thức mà Facebook kiểm soát thông tin giả và Twitter thì gắn nhãn cho các bài viết không chính xác và các thượng nghị sĩ đã phản ứng khá là gây gắt khi cho là hai mạng xã hội này đã thiếu công bằng khi mà liên tục gắn nhãn các bài viết của Tổng thống Trump cũng như ngăn cản bài viết của tờ báo New York Post về email của Hunter Biden được tìm thấy trong một chiếc máy tính sách tay. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn thuộc đảng Cộng hòa khi chất vấn ông Mark Zuckerberg của Facebook thì có đề cập đến câu chuyện Việt Nam. Cụ thể là những người bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam đã bị Facebook cấm cửa hoặc là cung cấp thông tin cho chính quyền Việt Nam. Thì ông Mark Zuckerberg trả lời là Ông không biết cụ thể sự việc này như thế nào, nhưng nguyên tắc của Facebook là luôn hợp tác với chính quyền sở tại và tuân thủ theo luật pháp của nước đó. Lời phát biểu này sau đó đã hứng phải rất nhiều sự chỉ trích từ bà Masha. Đánh giá chung cho thấy là các thượng nghị sĩ có vẻ là còn lúng túng khi mà chất vấn CEO của các công ty công nghệ cao vì có quá nhiều vấn đề mới mẻ mà họ cũng chưa được cập nhật Ờ, và cũng không có những ở những cái công ty lớn truyền thống. Ví dụ như ảnh hưởng của mạng xã hội lên phần lớn dân chúng khiến họ cho là đây là một dạng chính phủ mới trên mạng mà luật pháp mỹ thì lại không có một điều khoản nào giới hạn ảnh hưởng của loại hình chính phủ mới trên mạng như thế này các thượng nghị sĩ cho là facebook và twitter vừa làm quá mức cần thiết trong việc kiểm soát thông tin đặc biệt là những thông tin trước và sau bầu cử mỹ vừa qua lại vừa làm không đủ khi chưa đủ dũng khí chống lại yêu cầu từ chính quyền của các nước thiếu dân chủ như là việt nam trung quốc và nga Điều mà các thượng nghị sĩ lập đi lặp lại tại buổi điều trần này là các ông Mark và Jack sẽ phải còn quay lại điều trần trước quốc hội nhiều lần nữa cho đến khi nào mà luật pháp Mỹ được sửa đổi để ràng buộc các công ty truyền thông mạng xã hội hoạt động theo quy tắc và minh bạch hơn. Thưa quý, vị, thưa quý vị, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Mueller vào ngày hôm nay đã loan báo một quyết định của Tổng thống Trump là sẽ giảm mạnh quân số của Mỹ ở Afghanistan từ 4.500 xuống còn 2.500. Và đây là một hành động khiến Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cảnh báo là có thể lặp lại sự rút lui nhục nhã của Mỹ ở Sài Gòn năm 1975. Và chúng ta cũng biết là ông Mitch McConnell là trưởng khối đa số Thượng viện. Bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm nay nói là ngũ giác đài đồng thời cũng sẽ loan báo là sẽ rút khỏi 500 quân khỏi Iraq cũng như đưa quân số Mỹ ở nơi này xuống còn 2.500. Những người không đồng ý với quyết định này nói là cái việc rút quân khỏi Afghanistan vào thời điểm này sẽ nguy hại cho tình hình an ninh quốc gia này, đồng thời có ảnh hưởng xấu đến cuộc thương thảo đang diễn ra ở Kabul và phiến quân Taliban. Và hôm thứ hai trước các tin đồn về Tổng thống Trump sắp ra lệnh rút quân thì cũng là ông Mitch McConnell thưa quý vị đã cảnh báo ông Trump là chớ làm điều này ở Afghanistan và Iraq bởi vì cái thành phần quá khích sẽ chiến thắng trên một mặt trận tuyên truyền lớn lao. Và theo ông Mitch McConnell, hành động này sẽ bỏ rơi đồng minh và cho Taliban kiểm soát ở Afghanistan cũng như giúp phiến quân Hồi giáo ISIS sẽ cùng Al-Qaeda có cơ hội phục hồi và ông này cũng có nhận định là hậu quả của việc Mỹ rút lui quá sớm sẽ còn tệ hơn hành động rút lui khỏi Iraq của tổng thống Barack Obama vào năm 2011, giúp cho ISIS bành trướng và tạo ra đợt khủng, khủng bố mới trên thế giới. Thưa quý vị và cũng theo ngày hôm qua theo tờ New York Times thì ông Trump đã thảo luận với các cố vấn về phương án tấn công quân sự vào Iran để ngăn chặn chương trình nguyên tử sau khi các nhà giám sát quốc tế ghi nhận là có sự gia tăng đáng kể trong kho dự trữ uranium của Iran. Tuy nhiên các cố vấn cũng có cảnh báo là bước đi này có thể leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn. Trong số những người thuyết phục ông Trump đừng có tiến hành bất cứ cuộc tấn công quân sự nào thì có ông phó tổng thống Mike Pence ông Ngoại trưởng Mike Pompeo, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Mueller vào Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Và một cái thông tin khác liên quan tới Nga, thưa quý vị, là Hạ viện Nga vừa thông qua một dự luật trao quyền miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự trọn đời cho cựu tổng thống trong lần xem xét đầu tiên. Và dự luật được Hạ viện Nga thông qua hôm nay là trao cho cựu tổng thống quyền được miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ hành vi phạm tội nào suốt đời. Luật hiện tại thì chỉ bảo vệ cựu tổng thống khỏi những hành động trên khi còn đương nhiệm mà thôi. Và để được chuyển thành luật thì dự luật này cần được sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang tại Thượng viện và được Tổng thống Putin ký duyệt. Tuy nhiên, dự luật cũng quy định cựu tổng thống Nga có thể bị tước quyền miễn trừ nếu bị buộc tội phản quốc hoặc trọng tội khác, với điều kiện là hai viện sẽ nhận được 2 phần 3 số nghị sĩ tán thành. Và tin cuối cùng thưa quý vị là chính quyền của ông Trump cho biết vào ngày hôm thứ hai ông có kêu gọi các công ty về khai thác dầu khí đã tiến hành sẽ đấu thầu những cái dự án để được khai thác, um, các công ty dầu mỏ tại khu bảo tồn bắc cực của Alaska và đây là một nỗ lực cho phép khoan dầu ở đó với lý lẽ ông Trump đưa ra là tạo thêm nhiều việc làm cho công nhân ngành dầu mỏ. Và cho đến nay thì chính quyền Trump đang trong tiến hành gỡ bỏ hơn 100 quy định và điều lệ đã được chính quyền tiền nhiệm thông qua với mục đích là bảo vệ tài nguyên và môi trường. Hợp đồng thuê có thể bắt đầu vào trước ngày tuyên thệ tổng thống, cho nên rất là khó khăn để ông Joe Biden có thể đảo ngược lại quyết định hoặc là ngưng cái hợp đồng cho thuê này. Và ông Adam Colton là giám đốc điều hành hội thiên nhiên hoang dã Alaska nói là hợp đồng thuê mướn này của chính quyền Trump đưa ra chỉ nhằm mục đích là phục vụ cho ngành công nghiệp dầu mỏ rất là đáng thất vọng khi mà chính quyền này xem nhẹ việc bảo tồn đời sống hoang dã và đất đai của nước Mỹ. Được biết Bắc Cực là một trong những cái mái nhà lớn nhất của các động vật quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng như là tuần lộc như là gấu Bắc Cực, vốn được bảo vệ bởi các nhà bảo vệ môi trường lâu nay, nhưng mà chính quyền Trump muốn mở rộng để khai thác và phát triển ngành dầu mỏ nội địa. Vừa rồi là các tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.